Theo thông tin từ Việt Nam Plus, chiều ngày 25 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay quốc tế Bắc Kinh trong cờ hoa rực rỡ, có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Trung Quốc Nông Dung, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, Vụ trưởng Vụ Lễ Tân, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Trung Quốc. Chuyến công tác khẳng định thông điệp rõ ràng và nhất quán của Việt Nam về đường lối đối thoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong chương trình công tác, dự kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc, gặp gỡ nhân sĩ, trí thức hữu nghị, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc